Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Minh Gà Vlog. Thưa quý vị và các bạn, là cùng với cái thú chơi cây mộc hương thì có rất nhiều các bạn đã biết về cái cây mộc hương rồi. Thì hôm nay Minh Gà muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn một cái video. Thì lý do của cái video ngày hôm nay là do có rất nhiều các bạn chơi mộc hương, mới chơi mộc hương thì các bạn có hỏi Minh Gà là gì? Cây mộc hương thì thường nhân giống bằng cách nào này? Rồi là dâm cái cành mộc hương có dễ không? Thì hôm nay Minh Gà muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn cái cách dâm cái cành mộc hương. Cho các bạn có thể nắm bắt được. Và các bạn chúng ta đã chơi thì chúng ta cũng nên thử. Các bạn có thể thử dâm cái cành mộc hương để các bạn có thể là có thêm được cho mình những cái cây mộc hương nho nhỏ để chơi các bạn nhé. Và với cái xu thế bây giờ thì cũng có rất nhiều người nói là nó sốt với không sốt. Thế nhưng mà cái vấn đề đó không quan trọng, bởi vì chúng ta là người chơi cây thì chúng ta cứ có để chơi với cái niềm đam mê, cái niềm yêu thích của chúng ta, đó là cái điều tốt nhất rồi. Vậy thì Minh Gà cũng trả lời các bạn một cái câu hỏi trước, tức là gì? Mộc hương thì nhân giống bằng cách nào? Thì Minh Gà nói là nhân giống bằng cách dâm cành đến 90% các bạn nhé. Thế còn một số nữa là chiết cành, ví dụ như Minh Gà đang chiết cành đây. Đó, hoặc là những cái cành chiết của Minh Gà chiết thành công và cũng đã từng chia sẻ với các bạn rồi. Video về chiết cành thì Minh Gà chia sẻ rồi. Hôm nay Minh Gà sẽ chia sẻ đến các bạn cái cách dâm cành mộc hương như thế nào. Và đây là cái cách mà để các bạn có thể là dâm đơn giản nhất và người chơi bình thường các bạn cũng có thể dâm được các bạn nhé. Mời các bạn theo dõi video. Ở đây thì Minh Gà có một cái nhánh dâm đã sống rồi. Và bây giờ Minh Gà sẽ lấy lên cho các bạn xem. Đây là một cái nhánh dâm các bạn nhé, dâm cành. Đây các bạn nhé, và bộ rễ của nó đây. Đó các bạn nhé, đây là cái bộ rễ của cái mộc hương, cành dâm mộc hương các bạn nhé. Thì các bạn thừa biết rồi, cây mộc hương thì đa phần là không có quả, nhân giống bằng quả rất là ít, bằng hạt rất là ít. Và cái chuyện đó thì thường là ở bên nước ngoài, hoặc người ta cấy phôi thế nào đó thì ở bên nước ngoài thôi. Thế còn ở Việt Nam thì chủ yếu là bằng cái biện pháp dâm cành như của Vinh Gà đây. Thế thì trước hết là bây giờ thì Vinh Gà sẽ đi lấy cái hôm dâm các bạn. Cành mà ở cái cây mộc hương mà nó thừa, đây là cái cây mộc hương như này mà nó thừa, nó mọc ở gốc này, các bạn không để nữa thì các bạn có thể cắt ra để lấy dâm các bạn nhé. Thì ở đây nó có hai phương pháp, có thể là chiết hoặc là dâm. Thì ở đây Vinh Gà muốn chia sẻ với các bạn là cách dâm cành mộc hương thì Vinh Gà sẽ cắt cái hôm này để đem vào. Đấy, chia sẻ với các bạn. Đây các bạn nhé. Và đây là cái cành, ví dụ như là các bạn cắt cái cành dâm, cành hom vào như thế này thì các bạn sẽ làm như thế nào để dâm. Thì bây giờ Vinh Gà sẽ chia sẻ với các bạn là các bạn sẽ cắt ngắn cái đoạn cành này, đây giống như của Vinh Gà cắt đây, đúng không ạ? Là nó dài khoảng 10 đến 15 phân. Đấy, từ 10 đến 15 phân thì các bạn dùng kéo các bạn cắt các bạn nhá. Dùng kéo các bạn cắt như thế này. Đó, các bạn cắt như thế này cho Vinh Gà. Đó. Từ 10 đến 15 phân các bạn cắt. Các bạn cắt bằng cũng được, không cần nhất thiết phải cắt xéo đâu các bạn nhé. Cắt bằng như thế này các bạn dâm cũng được. Đó. Ở đây là cái đoạn này này, do nó vươn dài nó không có mắt thì các bạn cắt lên đến đây cũng được. Đó. Ở trên cái phần non này á thì các bạn có thể là cắt lấy cái đoạn này, cái đoạn này này, thường thường là cái đoạn ngọn này dâm nó sẽ tốt hơn này các bạn nhé. Đó, thường thường là cái đoạn ngọn đó, cái đoạn ngọn như thế này thì dâm nó sẽ tốt hơn. Và các bạn cắt lá đi như thế này. Đó. Ở đây cũng như vậy, các bạn cũng cắt như vậy. Các bạn cắt lá đi như thế này. Các bạn để lại cho Minh Gà một ít lá ở trên này, đúng không ạ? Một ít lá trên ngọn này. Cái đoạn này ngắn thì thôi này. Đó, các bạn cắt lá như thế này cho Minh Gà. Cắt lá như thế này các bạn nhé. Kéo này cắt nó, lá này nó hơi to.
Ở đây thì Vinh Gà có nói thêm với các bạn là không phải Vinh Gà chỉ dâm một cái cành này đâu các bạn nhá. Vinh Gà đã dâm trồng ở ngoài, thì Vinh Gà sẽ cho các bạn xem cái phần Vinh Gà dâm trồng. Mình đã dâm trong cái đầu mùa của năm nay các bạn nhé. Tức là dâm từ tháng 8 đến tháng 11 thì Vinh Gà đã trồng nó xuống đây và bây giờ nó đã lên được như thế này. Đây là những cái cây cành dâm các bạn này. Nó từ cành dâm này các bạn có thể quan sát thấy là nó có cái vết cắt như thế này. Đây cho các bạn xem. Đây, vết cắt dâm đây các bạn nhé. Vết cắt dâm là nó như thế này. Đây, hoặc là như cái cành này chẳng hạn. Đấy, các bạn nhìn rõ là cái vết cắt dâm. Thì có những cái cành mà nó phát triển tốt hơn thì nó cũng đã cao như thế này rồi. Đó. Còn đây là cũng là một cái cành dâm, nhưng đây là một cái cành mình dâm hồi tháng riêng, dâm cả một cái cành cao như thế này các bạn nhé. Và bây giờ nó đã sống như thế này rồi. Tiếp tục là Minh Gà nói đến phần giá thể. Đúng không ạ? Giá thể để trồng thì các bạn có thể là xem đây, là xem cái giá thể Vinh Gà chuẩn bị đây. Tức là Vinh Gà sẽ dâm lại vào cái chậu mà Vinh Gà vừa nhổ cây này luôn. Tức là cái đất này này là đất thịt các bạn nhé. Các bạn dâm bằng đất thịt. Đấy. Không cần biết là đất gì, miễn nó là đất thịt là các bạn dâm cành được. Và các bạn sau khi các bạn cắt cành như vậy này, đúng không ạ? Cái cành này thì các bạn không sợ. Tức là khi các bạn cắt kéo như vậy này, các bạn cắt kéo như vậy, các bạn cắt ngọt một chút, cái kéo sắc một chút để cho nó không, nó ít bị dập. Đấy, là các bạn có thể đem sử dụng cắm cành được. Với những cái đất mà các bạn cầm như cắt như vậy rồi là các bạn không cần phải là gì, không cần phải dùng bất kỳ một loại thuốc gì cả. Bởi vì thường là nhà vườn người ta làm số lượng nhiều thì người ta mới phải sử dụng đến thuốc. Thế còn với cái chúng ta làm thì không nhất thiết chúng ta phải sử dụng thuốc kích rễ đâu các bạn nhé. Các bạn cứ làm như Vinh Gà đây. Và các bạn cắm cành. Đúng không ạ? Các bạn cắm cho Vinh Gà là đây, cũng y như cái cành này, Vinh Gà cắm này. Đó, thì các bạn cắm cho Vinh Gà là sâu xuống 5 phân. Đó. Những cái cành này các bạn đều cắm sâu xuống 5 phân. Các bạn cứ cắm như vậy, cắm thẳng như vậy các bạn nhé. Như vậy là các bạn dâm. Thế thì cái điều quan trọng nhất ở đây thì Vinh Gà nói với các bạn như thế này. Cái điều quan trọng nhất ở đây là khi các bạn cắm dâm như thế này thì với các loại cây khác các bạn có thể để như thế này, các bạn để vào chỗ mát được. Nhưng riêng với mộc hương và trà mi thì các bạn bắt buộc phải chùm lưới hoặc là chùm túi ni lông các bạn nhé. Bắt buộc các bạn phải chùm lưới hoặc chùm túi ni lông. Bắt buộc phải chùm túi ni lông thì các bạn sẽ làm như thế này. Với cái chậu như thế này thì các bạn làm như thế này nó rất là đơn giản, vì chúng ta làm ít, số lượng ít thì các bạn là dùng một cái cây như thế này, đúng không ạ? Các bạn cắt một cái cây như thế này cho Vinh Gà. Rồi các bạn cắm vào giữa. Như thế này là hơi cao này. Thì các bạn cắt làm sao cho nó vừa đủ thôi. Tức là chúng ta cắm như vậy để cho tránh cái tình trạng là chúng ta chùm ni lông vào đây nó lung lay cái cành cây này của các bạn. Các bạn cắm một cái cây xuống. Rồi các bạn chuẩn bị một cái túi ni lông. À, nó trong một chút, các bạn đừng lấy túi ni lông đen các bạn nhé. Đó, các bạn chùm vào, chùm kín vào như thế này. Các bạn lấy dây các bạn buộc xung quanh. Đấy, các bạn lấy dây các bạn buộc vào như thế này. Đó, các bạn buộc kín vào như thế này. Chúng ta cắm cái cây ở giữa để tránh cái tình trạng nó đụng cái túi ni lông vào cái cành. Và nếu Vinh Gà sẽ nói cho các bạn nghe một vài điều như thế này. Các bạn làm như thế này, đúng không ạ? Sau đó thì các bạn mang để vào chỗ mát, đúng không ạ? Sau đó các bạn mang để vào chỗ mát. Vinh Gà quên mất là hồi nãy là cái đất của Vinh Gà nó ướt. Còn nếu các bạn thì các bạn thường các bạn nên tưới nước trước, hoặc là cắm xong các bạn tưới nước các bạn nhá. Vinh Gà nhầm cái chỗ đó. Tức là các bạn tưới nước xong các bạn chùm túi ni lông như thế này. Sau đó thì các bạn đem để vào chỗ mát. Và các bạn để ý là nếu như cái lá này này của cái cành, kể cả mộc hương hay trà mi, nếu cái lá này mà không rụng thì các bạn thành công các bạn nhé. Các bạn không cần phải dỡ túi ra. Các bạn cứ để ý nếu cái lá này còn không rụng tức là các bạn thành công. Sau khoảng từ 1 tháng rưỡi cho đến 2 tháng, 1 tháng rưỡi là các bạn có thể bóc được cái túi ni lông ra.
Nhưng các bạn nhớ là khi các bạn thành công rồi, các bạn bóc túi ni lông thì các bạn sẽ bóc từ từ. Ví dụ như là 1.5 tháng sau mà nó thành công thì các bạn sẽ bóc từ từ, đúng không ạ? Các bạn bóc từ từ, bóc ra từ từ như thế này cho mình gà này. Ví dụ như các bạn hé thì các bạn chỉ hé một góc thôi các bạn nhé. Cái túi ni lông này, cái phần mà thành công hay không là các bạn dâm cành nó thành công rồi, đúng không ạ? Thế nhưng khi mở túi thì các bạn tránh cái tình trạng các bạn mở cái túi ào ra luôn. Hoặc là các bạn chỉ cần mở bỏ cái dây rồi các bạn nới tay ra như thế này để cho không khí bên ngoài nó vào, tức là nó sẽ không bị sốc cái ánh sáng hay nhiệt với cái cành cây non, nó dẫn đến tình trạng bị chết trở lại. Ví dụ ra rễ rồi nhưng mà các bạn dỡ ra sớm quá, hoặc là các bạn dỡ ào một cái ra thì nó sẽ sốc, nó làm hỏng cây các bạn nhé. Thì các bạn sẽ dỡ từ từ ra như thế này, xong vài ngày sau thì các bạn lại sẽ dỡ hẳn ra, dỡ hẳn cái túi ni lông ra ngoài, đúng không ạ? Đó là cái cách mà Vinh Gà chia sẻ. Thì Vinh Gà nhắc lại cái phần là sau khi các bạn cắm cành thì các bạn sẽ tưới nước, đúng không ạ? Các bạn tưới nước, các bạn tưới nước đẫm vào cho Vinh Gà, đúng không ạ? Các bạn tưới nước đẫm như vậy, các bạn có thể là lắc lắc như thế này để cho nó bám chặt cái rễ cây. Sau đó thì các bạn chùm túi ni lông và các bạn chờ đợi 1.5 tháng sau, các bạn sẽ mở cái cành ra như Vinh Gà chia sẻ như vậy. Rồi là khi đó các bạn có thể để thêm khoảng cỡ 10 đến 15 ngày sau thì các bạn có thể là tách cây ra để đem trồng xuống đất hoặc trồng vào chậu riêng các bạn nhé. Trên đây là Vinh Gà chia sẻ về cái cách dâm cành mộc hương đơn giản như vậy thôi, không có khó gì cả. Cái quan trọng nhất ở đây là gì? Các bạn dâm xong các bạn phải chùm tín túi ni lông các bạn nhé. Và khi mở túi ni lông thì các bạn sẽ mở từ từ. Và thời điểm để mà dâm cành mộc hương tốt nhất là bắt đầu từ tháng 8 cho đến hết tháng 2 âm lịch các bạn nhé. Từ tháng 8 âm lịch cho đến hết tháng 2 âm lịch. Thế còn các cái thời điểm khác trong năm thì vẫn dâm được cành mộc hương. Chỉ có điều là cái tỷ lệ thành công nó sẽ thấp hơn, bởi vì ánh nắng nóng của mùa hè nó sẽ làm cho cái cành mộc hương hay bị hỏng. Đó, cho nên cái tỷ lệ thành công nó ít hơn. Bây giờ thì các bạn, quý vị và các bạn xem video mà cảm thấy những chia sẻ của Vinh Gà mà nó hay và ý nghĩa thì đừng tiếc Vinh Gà một nút like. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ cho Vinh Gà. Và cũng đừng quên nhấn nút chuông ở bên cạnh để nhận thêm những video mới từ Vinh Gà và Vlog nha các bạn. Chúc các bạn thành công. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sắp tới của Vinh Gà. Chúc quý vị và các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn cũng như là thành công trong công việc.